Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 7 Tây tháng 1 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có hai đề tài mỗi một ngày. Trước khi đi vào các đề tài, vẫn là phần bảo trợ. Đầu tiên là phần bảo trợ của tờ Epoch Times Việt ngữ, một tờ báo trung hữu, có tiếng nói trung thực, và đồng thời là một tờ báo có những bản tin độc quyền, gần như là độc quyền, liên quan tới những nội tình của Trung Quốc, đặc biệt là sự bức hại của Cộng sản Trung Quốc đối với lại những nhà bất đồng chính kiến và những tôn giáo. Quý vị có thể vào trong đó để có thể mua, xem và biết được nội tình của những người dân Trung Quốc phải chịu đựng như thế nào. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với số điện thoại trên màn hình để mà đặt mua tờ Epoch Times Việt ngữ. Bên cạnh đó thì còn được sự bảo trợ của chương trình của anh Ngô Tấn Triển là soạn giả và cũng bây giờ là người đại diện cho phân vi sinh Asian của SICB. Nếu quý vị nào mà muốn trồng trọt trong nhà, có hứng thú trồng trọt và thích trồng trọt, quý vị có thể tìm mua thử cái phân vi sinh Asian của SICB. Theo đó thì quý vị có thể có được những cái trái cây ngọt hơn, bự hơn và hoa nở đẹp hơn khi mà cái đất trong nhà quý vị được tái tạo lại bởi phân vi sinh. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với soạn giả Ngô Tấn Truyền qua số điện thoại trên màn hình. Anh là một soạn giả nổi tiếng và từng viết những cái tác phẩm nổi tiếng mà quý vị đã từng thưởng thức trong các cái video ngày xưa của Trung tâm Vân Sơn. Trong cái đó thì phần bảo trợ kế tiếp là phần bảo trợ của trà rồng nhỏ Kim Tiểu Long. Nếu quý vị nào bị mất ngủ kinh niên, thường xuyên mất ngủ, thì quý vị có thể uống thử trà rồng nhỏ Kim Tiểu Long với sự bào chế của tất cả những cái loại dược thảo và không gây ra một phản ứng phụ nào, giúp quý vị có giấc ngủ sâu hơn. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại Kim Tiểu Long qua số điện thoại trên màn hình. Và cảm ơn những người bạn này đã bảo trợ cho chương trình. Và quý vị, bây giờ thì chúng ta lại đi vào chương trình như thường lệ của chúng ta, Houston Nhật Ký. Trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay thì cái đề tài đầu tiên mà Phong đề cập tới đó là trong cái bản thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Ngoại giao đưa ra là sáng ngày hôm nay, nhưng mà nó diễn ra vào ngày hôm qua, đó là cái tin mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong ngày hôm qua sáu tay đã lên tiếng loan báo cho biết bà Kelly Craft là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc sẽ có một chuyến công du tới Đài Loan. Trong một bản thông cáo báo chí và nhắc tới cái tình trạng của Hồng Kông, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ mặc cho những người Hồng Kông sống dưới sự bức hại của Trung Quốc. Ông đồng thời cho biết là Washington sẽ duyệt xét những lệnh cấm vận và giới hạn với bất cứ ai can dự vào việc tấn công những người Hồng Kông. Và ông đưa ra cái lời phát biểu trên giữa lúc mà Hồng Kông cần là những người có thể, ông nói rằng là những người dân Hồng Kông và tất cả người dân Hồng Kông rất xứng đáng để được hưởng cái nền tự do. Và ông viết tiếp rằng, tôi rất là hân hạnh để loan báo chuyến viếng thăm kế tiếp của Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Kelly Craft tới Đài Loan, một đối tác và một nền dân chủ, bất kể sự nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn sự thành công của đảo quốc này. Đó là một trong những cái thông cáo của ông Mike Pompeo. Và trong đó thì ông nói rằng, mặc dù ông không mention đến cái việc này là sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà ông nói sẽ rất là nhanh chóng. Và trong đó thì có thể nó sẽ diễn ra trước ngày 20 Tây tháng Giêng. Việc loan báo này đưa ra giữa lúc mà Đài Loan đang có những căng thẳng trên eo biển, đặc biệt là Đài Loan cũng đang có những cái cuộc tập trận trong lúc mà Trung Quốc liên tục xâm nhập các cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Và biến chuyển này đã diễn ra vào ngày hôm qua thì đúng hơn, nhưng mà sáng nay thì Bộ Ngoại giao mới đưa cái thông báo này. Như vậy thì chính thức từ đây tới trước ngày 20 Tây, bà Kelly Craft là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc tới thăm Đài Loan. Tại sao không phái một viên chức khác trong Bộ Ngoại giao, cấp thứ trưởng hay là những cái người chuyên môn trong Bộ Ngoại giao tới viếng thăm, mà ông Mike Pompeo lại gửi bà Kelly Craft tới là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc tới Đài Loan? Điều này có nghĩa là
nó có những cái biến chuyển sắp sửa quan trọng diễn ra. Mà trong đó, quý vị đã biết được trong suốt hơn một năm qua, thì Hoa Kỳ đã cam kết rằng sẽ vận động cho Đài Loan có đầy đủ những vai trò trong các tổ chức trên thế giới, bao gồm luôn cả tổ chức Liên Hiệp Quốc. Mà trong Liên Hiệp Quốc thì hai cái cơ quan mà Hoa Kỳ vận động mạnh nhất cho Đài Loan, thứ nhất là cái Tổ chức Y tế Thế giới nằm dưới quyền điều hành của Đại hội đồng Y tế Thế giới ở tại Liên Hiệp Quốc, và thứ hai là cơ quan bảo vệ bản quyền phát minh của thế giới, nơi mà Trung Quốc đã từng đưa người vào làm lãnh đạo nhưng thất bại trước một đối thủ người Singapore được Hoa Kỳ ủng hộ. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn được Hoa Kỳ thúc đẩy vào trong cái cơ quan này của Liên Hiệp Quốc. Đó là những cái điều mà chúng ta đã thấy được trong suốt một năm qua dưới quyền điều hành của Tổng thống Donald Trump. Thì ông Trump cũng đã đích thân hứa là sẽ hỗ trợ cho Đài Loan và gia nhập vào tất cả các cái cơ quan trên thế giới và các định chế trên thế giới. Và lần này thì còn có 13 ngày thì Tổng thống Trump trên nguyên tắc sẽ giao ra cái quyền Tổng thống đương nhiệm cho cái vai trò kế tiếp, chưa biết được. Mặc dù phía Quốc hội của Hoa Kỳ đã xác nhận Joe Biden là kẻ thắng cuộc và là Tổng thống kế tiếp, nhưng mà những diễn biến 13 ngày này chúng ta chưa biết chuyện gì. Tôi tạm thời là nói là cái ngày đó là cái ngày giao quyền ra, bởi vì theo hiến pháp của Hoa Kỳ, trước 11 giờ trưa ngày 20 tây tháng 1 thì Tổng thống đương nhiệm và Phó Tổng thống đương nhiệm phải giao quyền hành của mình ra. Đó là cái quy tắc của hiến pháp quy định. Ok các bạn, tuy nhiên thì từ đây tới đó 13 ngày, hôm nay 7 tây, thì bây giờ chúng ta đã nhận được cái tin đầu tiên là bà Kelly Craft, đại sứ Hoa Kỳ Liên Hiệp Quốc, tới Đài Loan. Vậy thì, thứ nhất, bà tới làm gì? Và thứ hai, tại sao Ngoại trưởng Hoa Kỳ không phái một thứ trưởng? Giống như lần trước, ông đã phái thứ trưởng đặc trách về môi trường và kinh tế tới Đài Loan. Thì lần này, ông có thể phái một thứ trưởng khác. Ví dụ như ngày hôm qua, thì Hoa Kỳ đã có những cái cuộc trước khi mà bà Kelly Craft tới Đài Loan. Thì ngày hôm qua bên Bộ Ngoại giao, ông Clark đặc trách về quân sự và chính trị của Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về chính trị và quân sự, đã có một cái virtual dialogue, tức là một cái cuộc nói chuyện qua màn hình với lại các viên chức của Đài Loan, bao gồm luôn cả các nhà chính trị của Đài Loan và các viên chức trong Bộ Quốc phòng. Như vậy thì chuyện gì xảy ra các bạn? Có thể giống như dự đoán của chúng ta, là trước ngày mà Tổng thống Trump phải giao quyền lực ra, có phải ông muốn trong giai đoạn chót này sẽ làm một chút gì đó để mà Trung Quốc bắt đầu sẽ có những cái hành động và để ông lắp đặt những cái nền tảng cần thiết cho cái chiến lược Á Châu, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mà ông đã thúc đẩy từ năm 2017. Đó là cái chiến lược Indo-Pacific. Chiến lược này là chiến lược quay chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ. Và khi chuyển trục về Á Châu thì đương nhiên chúng ta vẫn nhìn thấy, và Tổng thống Trump hay tất cả mọi người đều nhìn thấy, Trung Quốc là đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ tại khu vực này. Do đó, để loại trừ đối thủ này và cô lập đối thủ này, trong mấy năm qua Tổng thống Trump đã áp đặt rất nhiều những chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chuyển trục về Á Châu đã gặp một chút xíu trở ngại. Những trở ngại này chính là 20 năm Hoa Kỳ bỏ rơi thị trường Á Châu. Kể từ khi Bill Clinton lên, thúc đẩy toàn cầu hóa và bắt tay với Cộng sản Trung Quốc, thì gần như thị trường Á Châu và toàn bộ các quốc gia Á Châu đều bị Bill Clinton bỏ rơi. Rồi qua tới thời Bush con, tập trung vào hồ sơ Trung Đông cũng bỏ rơi. Obama càng bỏ rơi bạo hơn. Do đó, nhiều quốc gia tại Á Châu đã không còn tin tưởng vào cái thiện chí của Hoa Kỳ, đặc biệt là của chính quyền Tổng thống Trump và ông Mike Pompeo. Nhiều lần ông Mike Pompeo đã bay qua Á Châu để thuyết phục những quốc gia này trong cái chiến lược mới của Hoa Kỳ. Nhưng somehow, tức là họ vẫn không tin tưởng. Đặc biệt là Philippines là cái quốc gia được xem là ngày xưa là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng mà nay thì ông Duterte cầm quyền, thì ông ta lại có một cái ác cảm rất lớn. Nhất là sau năm 2012, Philippines bị Trung Quốc bất ngờ chiếm bãi cạn Scarborough, dẫn tới việc mà ông Duterte bắt đầu thân cận với Trung Quốc hơn. Rồi bên đó, Cộng sản Việt Nam xưa nay vẫn mang tiếng đi hai hàng, nhưng mà họ không dứt được Trung Quốc ra. Và họ cũng không có dám có một cái hành động gì mít lòng Trung Quốc. Lào, Campuchia thì khỏi nói rồi. Rồi Singapore, Malaysia, Indonesia, những quốc gia này, họ đề phòng Trung Quốc, nhưng mà họ lại không tin tưởng Hoa Kỳ.
Do đó, khi mà quay chuyển trục về Á Châu, Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một cái vị trí để đặt lại căn cứ quân sự ở ngay trên Biển Đông. Hoa Kỳ có căn cứ quân sự ở đảo Guam, ở Okinawa. Nhưng mà Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự chính thức nào kể từ khi mà chấm dứt cái hiệp ước quân sự với lại Philippines năm 1992. Hoa Kỳ đã phải trả lại cái căn cứ Sigbe cho phía của Philippines. Rồi đó là Hoa Kỳ rút qua đảo Guam cho tới bây giờ. Và dường như là ngoại trừ một cái căn cứ rất nhỏ, chủ yếu là để maintenance, tức là bảo trì tất cả những thuyền tàu thuyền của quân đội Hoa Kỳ ở Singapore ra, thì Hoa Kỳ chưa có một cái căn cứ quân sự nào tại chỗ này. Do đó, cái điều mà quay chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ, nó có vẻ như là nó đang bị khâng lại ở khúc này. Và cái giải pháp kế tiếp chính là Đài Loan. Đài Loan có vị trí nằm giữa vùng biển Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Tức là từ Đài Loan mà xuống Đông Nam Á rất gần. Rất gần gũi. Và bên cạnh đó thì Đài Loan lại nằm ngay chận trước mắt của Trung Quốc. Một cái vị trí rất tốt để Hoa Kỳ lắp đặt những cái chiến lược cần thiết về quân sự nhằm đối phó với lại Trung Quốc và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng vấn đề là năm 1982, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, sau khi ban giao ông Jimmy Carter, trước đó ông Jimmy Carter năm 1979 đã chính thức ban giao với Trung Quốc và gạt bỏ vai trò một quốc gia độc lập của Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Đến năm 1982 thì Tổng thống Ronald Reagan lại ký một cái hiệp ước thừa nhận chính sách một nước Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn cả Đài Loan. Rồi tới năm 1992 thì chính Quốc Dân Đảng của Đài Loan lúc đó đang cầm quyền cũng đã ký một cái accord rồi, chứ cũng không phải là một cái thỏa ước nữa, tức là một cái bản tạm thời chấp nhận là chính sách một nước Trung Quốc. Do đó, về quy tắc, Hoa Kỳ muốn đặt căn cứ quân sự ở Đài Loan thì impossible, không thể được. Tại vì chủ quyền của Đài Loan, nếu mà nói cho tới giờ phút này, họ vẫn là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Mà muốn thuê mướn chỗ của Đài Loan thì phải nói chuyện với Trung Quốc. Do đó, nó gặp cái trường hợp này, cho nên Hoa Kỳ, cái cách hay nhất mà gặp trở ngại của các quốc gia ở Đông Nam Á vẫn đang ngó vào cái thời sự của Hoa Kỳ. Rồi họ cũng đang ngó vào cái chính sách của Trung Quốc để họ cân nhắc, cho nên họ không có đưa ra quyết định sớm gì hết. Trong khi cái chiến lược chuyển trục Á Châu là cần phải lắp đặt tất cả những nền tảng cần thiết về cả quân sự lẫn các đường tự do hàng hải. Hoa Kỳ không dừng được. Hoa Kỳ không dừng lại cái này được. Trong khi các quốc gia khác họ có thể lừng khừng. Họ có thể ok, năm nay tôi không ký, đợi năm tới nữa tôi ký cũng được, đâu có sao đâu. Đâu có gấp chuyện này đâu. Nhưng mà với Hoa Kỳ thì cái nhu cầu mà gọi là chuyển trục này, nó cần phải xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở cần thiết để đối phó với tình hình mới tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Do đó, điều duy nhất, cái kịch bản kế tiếp, tức là cái phương án hay là còn cái phương cách kế tiếp, là phải thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập. Khi Đài Loan là một đảo quốc độc lập với đầy đủ quyền của một quốc gia, thì họ muốn cho ai thuê mướn căn cứ quân sự là chuyện của họ. Nhưng mà muốn thừa nhận cái này thì trước tiên hết là phải xóa bỏ cái thỏa ước năm 1982, một nước Trung Quốc, tức là One China Principle. Thì trong mấy tháng qua chúng ta đã thấy nhiều dấu hiệu Tổng thống Trump đã liên tục gửi những giới chức cao cấp trong nội các của ông tới Đài Loan, đã báo dấu hiệu cho thấy rằng ông có thể đưa ra cái hành động này trong thời gian tới. Và bây giờ lại gửi bà Kelly Craft là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc tới đây. Điều này rõ ràng là bà đại sứ này, trách nhiệm của bà, thứ nhất là bà muốn tìm hiểu xem về phía Đài Loan đã có được những gì theo cái quy tắc của Liên Hiệp Quốc. Tại vì có thể bà Kelly Craft sẽ là người thúc đẩy cái việc mà thừa nhận Đài Loan ở trong cái Liên Hiệp Quốc. Và thứ hai là bà Kelly Craft có thể sẽ là một cái bước đệm để khi mà ông Trump quyết định hủy bỏ cái chính sách One China Principle, thì bà cần sắp xếp với phía Đài Loan những điều cần thiết theo quy định của quốc tế
để thiết lập một cái văn phòng đại sứ chính thức. Bây giờ cái văn phòng của Hoa Kỳ ở tại Đài Loan, mang cái tên là Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan. Nó là một cái văn phòng bán chính thức, de facto, tức là bán chính thức của tòa đại sứ, nó không phải là tòa đại sứ. Do đó có thể rằng là bà sẽ đo lường tất cả những cái quy tắc. Thứ nhất là cái chính quyền đang quản trị Đài Loan, tức là chính quyền của bà Thái Anh Văn, rồi các đảng phái đối lập ở Đài Loan, cái quan điểm của họ ra sao khi mà thúc đẩy một cái nền độc lập hoàn toàn cho Đài Loan. Đương nhiên đảng cầm quyền là đảng Dân Chủ cấp tiến. Từ lúc Linh nhận chức cho tới bây giờ, bà Thái Anh Văn vẫn liên tục khẳng định Đài Loan là một đảo quốc độc lập. Nhưng còn đảng đối lập Quốc Dân Đảng và một số những đảng nhỏ khác, họ có đồng quan điểm với lại bà Thái Anh Văn và đảng cầm quyền hay không? Do đó, tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm của bà Kelly Craft lần này tới Đài Loan, cái sứ mạng rất quan trọng. Và nó có thể thay đổi cục diện. Và cục diện này có thể dẫn tới việc Bắc Kinh nổi giận. Bởi vì trước khi bà tới đây, bây giờ bà chưa tới, ngày hôm qua thì là cái việc này đã diễn ra. Nhưng mà trước ngày hôm qua thì lại là phiên họp của Thứ trưởng ông Clark, tức là ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đặc trách về political and military, tức là về chính trị và về quân sự, đã có cuộc trao đổi nói chuyện với lại các viên chức của chính quyền Đài Loan. Thì điều này cho thấy rằng là họ đang tìm hiểu hoặc là họ đang thúc đẩy một cái vấn đề gì đó lớn lắm cho Đài Loan. Mà đối với Đài Loan bây giờ cái gì lớn nhất đây quý vị? Vũ khí thì đã bán 4 năm qua, 3, 4 lần trong mấy năm qua rồi. Tức là không cần thiết phải gửi tới nữa. Không cần thiết phải gửi những đặc sứ này tới. Rồi trước đây thì quân đội của Đài Hoa Kỳ, tức là lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, cũng đã đặt chân lên đảo quốc Đài Loan để huấn luyện cho các binh sĩ của Đài Loan rồi. Cũng đâu cần gửi thứ trưởng tới đâu. Thì lần này gửi bà đại sứ, thay vì gửi một người khác trong Bộ Ngoại giao, tại sao phải chọn bà đại sứ ở Liên Hiệp Quốc tới Đài Loan? Rõ ràng là Đài Loan đã rời khỏi Liên Hiệp Quốc từ năm 1979. 41 năm. 41 năm qua, có nhiều cái khung quy tắc của Liên Hiệp Quốc mà Đài Loan không biết. Tại vì họ không còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc nữa. Họ có thể đóng góp một số vai trò trong một số những cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà Đài Loan trên nguyên tắc đã không còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1979. Mặc dù trước đó, từ lúc mà Tưởng Giới Thạch kéo quân ra Đài Loan, năm 1949 lập quốc Đài Loan, thì Đài Loan đã có mặt trong Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà năm 1979 thì họ mất đi cái vai trò đó. Và suốt 41 năm qua, thì Liên Hiệp Quốc có nhiều cái khung quy tắc, có nhiều cái luật lệ, nó thay đổi. Đài Loan không biết. Và không được phép biết, tại vì họ không phải là thành viên thì làm sao họ biết được. Do đó, có thể trách nhiệm của bà Kelly Craft là sẽ đem tất cả những cái quy tắc cần thiết của cơ quan Liên Hiệp Quốc cho Đài Loan. Và phân tích cũng như là cắt nghĩa cho phía Đài Loan hiểu cái vai trò của một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Có thể đó là những cái mà chi tiết mà tại sao phải đích thân bà đại sứ của Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc tới Đài Loan. Và điều này có nghĩa là tôi dự đoán Tổng thống Trump có thể đi một cái bước rất táo bạo trước ngày mà ông giao quyền lực vào ngày 20 tháng 1, là ông muốn hoàn tất một cái nền tảng cuối cùng cho cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương. Đó là xóa bỏ cái hiệp ước với Trung Quốc, xóa bỏ cái hiệp ước là một nước Trung Quốc, tức là One China Principle, để dẫn tới việc mà Hoa Kỳ thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập và thiết lập ban giao một cách chính thức. Điều này có thể xảy ra trước ngày 20 tháng 1. Nhưng mà cái bộ nội các của Tổng thống Trump làm rất cẩn thận. Chúng ta không biết gì hết, nhưng có điều chúng ta vẫn thấy rõ là trước đó, từ trước bầu cử, Tổng thống Trump đã có nỗ lực bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao giữa Do Thái và một số quốc gia Ả Rập. Tức là ông đã muốn gấp rút giải quyết cái bài toán ở Trung Đông để nó yên bề của Trung Đông và Do Thái yên tâm là một đồng minh tuyệt đối của Hoa Kỳ, giúp Hoa Kỳ gìn giữ cái hòa bình tại Trung Đông để Hoa Kỳ không còn bận tâm lắm về vấn đề của Trung Đông trước khi mà tập trung toàn bộ cái lực lượng của Hoa Kỳ về khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Do đó ông Trump đã đi nước rút rất nhiều.
ông thúc đẩy liên tục những cái cuộc gọi là bình thường hóa quan hệ ngoại giao của một số quốc gia ở đây. Để rồi bắt đầu, ông bắt đầu tính tới cái bài toán của Á Châu. Và khi tính tới bài toán của Á Châu, đầu tiên hết là vấn đề quân sự. Thì bây giờ vấn đề quân sự, việc trở ngại từ trước đến nay của Hoa Kỳ, mỗi lần di chuyển trong Biển Đông là đi một quãng rất xa, cho nên nó không có được liên tục để kiểm soát các cái đường tự do hàng hải tại Biển Đông. Trừ phi là có một căn cứ quân sự ở gần đó, cây đó, thì có thể chi phối và tuần tiễu mỗi ngày để bảo đảm cái an ninh hàng hải khu vực này. Chống lại cái sự bành trướng của đám ngư phủ của Trung Quốc và kể cả quân sự của Trung Quốc đang tìm cách thao túng Biển Đông. Do đó, bây giờ gặp mấy quốc gia như Philippines, Thái Lan thì nằm ở trong góc, không làm gì được. Từ ở trong cái eo biển Thái Lan mà đi ra ngoài tới Biển Đông, nó còn xa hơn cả Đài Loan nữa. Đúng không? Rồi Campuchia lại không có, gọi là Campuchia coi như gần như là đóng cửa với Hoa Kỳ và mở cánh cửa cho Trung Quốc, và có khả năng, có thể Campuchia sẽ là một căn cứ quân sự của Trung Quốc trú đóng tại đây nữa. Do đó, Singapore, Malaysia, Indonesia thì lại lừng khừng. Singapore thì không có đất cho Hoa Kỳ mướn rồi. Chỉ có một cái góc nhỏ ở trong cái hải đảo của họ cho Hoa Kỳ để mà maintenance thôi. Còn lại Malaysia và Indonesia vẫn lừng khừng. Philippines thì bây giờ Duterte lại nửa được nửa cái, tức là ông này là không thể điều được. Ông ta thay đổi bất ngờ lắm. Và ông ta có một cái ác cảm rất lớn với Hoa Kỳ. Mặc dù người dân Philippines vẫn khao khát sự quay trở lại của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ ông Duterte nắm quyền thì làm sao đây? Do đó, cuối cùng Đài Loan là cái vị trí tương đối thích hợp. Đài Loan là cái vị trí tương đối thích hợp để cho Hoa Kỳ lắp đặt cái căn cứ quân sự. Nhưng mà trước khi lắp đặt căn cứ quân sự, phải giải quyết cái bài toán đầu tiên. Nền độc lập của Đài Loan. Mà muốn giải quyết bài toán này, có nghĩa là xóa bỏ cái chính sách One China Principle. Năm 2016, khi bà Thái Anh Văn lên, thì bà Thái Anh Văn đã tuyên bố là bà không thừa nhận một cái bản thông cáo chung năm 1992 với Trung Quốc về một nước Trung Quốc, tức là One China Principle. Bà đã tuyên bố không thừa nhận cái bản thông cáo chung này. Thì bây giờ còn lại là cái hiệp ước của Hoa Kỳ với Trung Quốc năm 1982. Do đó, tôi nghĩ rằng là chuyến đi này của bà Kelly Craft tới Đài Loan có nhiều cái dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của bà. Và đồng thời là những dấu hiệu có thể là xảy ra trong những ngày tới. 13 ngày nữa, trong vòng 13 ngày này, tôi nghĩ rằng có nhiều biến động, nhưng mà cái biến động chính vẫn là đảo quốc Đài Loan. Ngày hôm qua hôm kia thì phía Hoa Kỳ và phía Đài Loan đã có những cuộc đối thoại, được gọi là dialogue, okay? Political and military dialogue, tức là đối thoại chính trị và quân sự. Thì chính Bắc Kinh cũng đã lên tiếng phản đối cuộc đối thoại này. Vậy thì liên tục trong hai sự kiện diễn ra cho thấy rằng tình hình của Đài Loan đã bắt đầu xoay chuyển theo một cục diện khác. Và có lẽ ông Trump muốn gài cái viên gạch cuối cùng. Ông muốn gài cái viên gạch cuối cùng để đặt luôn cái nền tảng, bắt đầu để tạo ra một cái chiến lược mới của Hoa Kỳ dành cho khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Tái lập lại trật tự của khu vực này và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Và nếu chuyện này xảy ra, Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta chưa biết. Tập Cận Bình đang bị áp lực bởi cái phe gọi là Diều Hâu, tức là cái phe chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tập Cận Bình đang bị áp lực. Do đó, nếu như mà Đài Loan mà được Hoa Kỳ thừa nhận vai trò độc lập, có nghĩa là chọc tới cái nhược điểm của Tập Cận Bình. Liệu Tập Cận Bình có còn nhẫn nhịn nổi hay không? Đó là điều mà chúng ta đặt câu hỏi. Bởi vì theo tôi thấy, rõ ràng đây là cái chiêu rất quyết, đây là một cái quyết định rất quyết liệt mà có thể khiến cho Tập Cận Bình nhịn không nổi. Còn nếu Tập Cận Bình tiếp tục nhịn, liệu ông ta có cầm quyền ở Trung Quốc được nữa hay không? Khi mà cái phái Diều Hầu cho rằng ông ta nhu nhược và để cho mất đất Đài Loan trở thành một đảo quốc độc lập, thì điều này nó lại mang một cái ý nghĩa khác nữa. Có nghĩa là ngay trong nội bộ của Trung Quốc sẽ có những cái xào xáo. Nếu Tập Cận Bình không dám tiến đánh Đài Loan. Còn nếu tiến đánh Đài Loan, thì Tập Cận Bình sẽ
đụng một cái risk rất lớn. Tức là Đài Loan không phải chỉ có một đảo quốc, mà đằng sau đó còn có sự đạo sự bảo đảm của Hoa Kỳ. Mà bên cạnh Hoa Kỳ lại là đồng minh Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Tôi chưa dám nói tới Nam Hàn. Nhưng mà ít nhất Nhật và Úc và Ấn Độ sẽ đứng chung với Hoa Kỳ. Canada chắc chắn sẽ phải đứng chung với Hoa Kỳ. Anh Quốc cũng sẽ đứng chung với Hoa Kỳ. Đặc biệt là Anh Quốc trong năm nay sẽ gửi hàng không mẫu hạm tới Biển Đông. Thì liệu như mà Trung Quốc có dám liều lĩnh tấn công Đài Loan khi mà Hoa Kỳ xóa bỏ chính sách One China Principle hay không? Thì chúng ta vẫn chưa biết được là Trung Quốc có liều lĩnh như vậy hay không. Nhưng mà cái dấu hiệu bà Kelly Craft, theo lời thông báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, bà sẽ tới Đài Loan sớm. Và nếu như bà ta tới Đài Loan, thì dấu hiệu này là một cái dấu hiệu rất lớn. Và có thể đi tới tình trạng mà Đài Loan sẽ được Hoa Kỳ thừa nhận. Mà khi Hoa Kỳ thừa nhận, thì quý vị biết, một số đồng minh của Hoa Kỳ cũng sẽ thừa nhận. Tương tự như Venezuela. Venezuela khi Hoa Kỳ thừa nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời, loại trừ vai trò của ông Maduro, ngay lập tức có 55 quốc gia đã đứng chung với Hoa Kỳ và thừa nhận vai trò của ông Guaido. Thì lần này nếu như Hoa Kỳ thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều quốc gia cũng sẽ thiết lập bàn giao lại với Đài Loan. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ không còn thao túng được nữa. Bởi vì dùng Đài Loan làm cái bẫy để mà đánh gục Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc, đó cũng là một trong chiến lược của ông Trump. Trung Quốc đã thao túng rất nhiều những quốc gia trong Liên Hiệp Quốc. Lần này Hoa Kỳ không ra mặt chính thức, nhưng để cho Đài Loan trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc, thì Đài Loan sẽ là một cái lực cản rất lớn đối với Trung Quốc ở tại Liên Hiệp Quốc. Đó là một trong những cái mà bài nhận định của tôi về chuyến đi của bà Kelly Craft sắp tới đến viếng thăm Đài Loan, và nó sẽ làm cho cái tình hình của Đài Loan trở nên quan trọng hơn, quý vị. Đó là cái bản tin liên quan tới tình hình và cái bài phân tích của tôi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho bài phân tích này. Một lát Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai. Chuyện Đài Loan tôi đã phân tích xong, nhưng mà chuyện ở nội địa Hoa Kỳ và ngay trong cộng đồng Việt Nam thì chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Thì cái đó là cái mà tôi đang muốn nói tới, đang diễn ra ngay trong cộng đồng Việt Nam và trên mạng xã hội. Chuyện này như thế nào? Thì một lát nữa chúng ta lại chia sẻ, phân tích, đối chiếu, so sánh tiếp để coi xem những kẻ này là những kẻ như thế nào và liệu họ có còn quay trở lại cộng đồng được nữa hay không? Và quay trở lại với cái nghĩ rằng là họ có thể xây dựng lại được những cái thế lực cũ của họ nữa hay không? Thì đó sẽ là bài phân tích thứ hai trong chương trình Hilton Nhật Ký của Phong. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.